sau kẻ thực đích phim ảnh của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh. Dương Tử tuy có lượng fan đông đảo nhưng thực đích phim ảnh lại thua xa Triệu Lệ Dĩnh hay sao? Thực đích phim ảnh của Triệu Lệ Dĩnh vượt xa Dương Tử. Về rating, Triệu Lệ Dĩnh có tới 5 bộ phim truyền hình vượt mốc 1.2%, Hoa Thiên Cốt 2.1%, Lục Trinh Truyền Kỳ 1.9%, Sở Kiều Chuyện 1.7%, Minh Nam Chuyện 1.28% và Sam Sam Đến Rồi 1.4%. Trong khi đó, Dương Tử chỉ có vỏn vẹn 2 bộ Hương Mật Tựa Khỏi Xương 1.3% và Cá Mực Hầm Mật 1.23%. Điều này kéo theo việc Triệu Lệ Dĩnh có nhiều hơn đàn em số lượng phim chiếu rating cao nhất đài vào thời điểm chiếu. Những bộ phim tiêu biểu nhất của nàng tiểu hoa có thể kể tới như Minh Nam Chuyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Về tổng lượt xem các phim chiếu mạng chỉ tính vai nữ chính, Triệu Lệ Dĩnh đã tích lũy sấp xỉ 200 tỷ view, gấp gần 3 lần Dương Tử với 80 tỷ view. Dương Tử và thành tích giải thưởng bết bát. Ngoài thực tích phim ảnh, những giải thưởng cũng được người hâm mộ đem ra so sánh. Triệu Lệ Dĩnh từng nhận được giải Thị Hậu Kim Ưng 2016, 3 lần lọt vào danh sách đề cử Thị Hậu Bạch Ngọc Lan, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Về phía Dương Tử, tuy đóng phim đã lâu nhưng nữ diễn viên mới được một lần đề cử nữ phụ Bạch Ngọc Lan. Điều này khiến người hâm mộ không hài lòng vì nhiều cái tên vào nghề sau. Ít tuổi hơn Dương Tử như Trương Tử Phong đã nhận được giải ảnh hậu hoa biểu. Có thể thấy thành tích của Dương Tử thua xa đàn chị 8X, mặc dù lượng fan hay giá trị thương mại không hề thua kém.